theo chúng ta cùng đến với mẫu ngữ pháp số 4. Câu mẫu của chúng ta là Lan Sảo Mốc Việt Nam Nữ Sinh Đức, có nghĩa là Lan cũng là người Việt Nam. Cấu trúc danh từ mốc với ý nghĩa cũng. A là B, C cũng là B. Trợ từ mốc có nghĩa là cũng. Ví dụ, Mai sang wa Vietnam chin des. Mai là người Việt Nam. Lan sang mốc Vietnam chin des. Lan cũng là người Việt Nam. Minh sang mốc Vietnam chin des. Minh cũng là người Việt Nam.